Đến với một cái bài mới trong mini world và loạt ad có tên là Mabuku Cầu Vòng của một bạn Việt Nam mà đó có ui đi là gì đó đi xíu nên mà đọc bản các bạn sẽ biết nha. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên một like và subscribe cho kênh YouTube Shadow Official để xem được và cập nhật video hay hơn, và cùng đừng quên đóng chuông báo kế bên đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất sau nha. Và nếu bạn nào là fan của Shadow hay một của Shadow là subscribe bấm Shadow thì các bạn hãy để lại một bình luận về những câu hỏi mà các bạn muốn được trả lời trong series bất cứ cái chuyện hoặc là những thử thách mà các bạn muốn làm trong những video tiếp theo. Hoặc ít nhất các bạn xem video này thì các bạn hãy để lại một bình luận dài hoặc chấm một cái cho đồng ý các bạn đã xem nha. Và thứ hai là nếu các bạn thích video này là người ủng hộ của Shadow thì các bạn đừng quên chia sẻ cái video này lên trên Facebook cho nhiều hơn cái video Shadow nha. Và thứ ba là nếu các bạn là fan chân chính của Shadow thì các bạn phải làm điều gì nào? Các bạn nhớ không? Mình cho bạn 5 giây để suy nghĩ nào, mình nói rất là nhiều trong những video trước nha. 5, 4, 3, 2, 1 thì bạn nào là fan chân chính của Ro thì các bạn hãy xem hết video này cho đến cuối, không thua đoạn nào nha. 500 bạn đầu tiên comment đúng con số ở đó trong video thì mình sẽ thả tim và like cho những bạn đó, bởi vì hành động đó chứng tỏ là các bạn đã xem hết video mà không thua đoạn nào nha. Ok, thì khách mời đặc biệt ở trong video ngày hôm nay của chúng ta đó là Mèo Sibi. Hello. Thì ngày hôm nay sẽ tiếp tục là bắt cuộc kể chuyện, nhưng mà sẽ là bắt cuộc kể chuyện phỏng vấn Mèo Sibi các bạn à, bởi vì có rất là nhiều bạn ở trên kênh của mình cũng như trên kênh của Mèo đã đặt ra rất là nhiều câu hỏi về Mèo, nên là hôm nay mình sẽ mời Mèo vào đây. Thì có một số câu hỏi là anh nghiên cứu là nó có hơi drama tí á, thì không biết Mèo có đã chuẩn bị tâm lý chưa đó hả? Ê, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Yo! Ok, vậy thì trước tiên mình sẽ tôn trọng chỗ mắt mình đọc cái này trước nha. Mong các bạn ủng hộ map, đây là lần thứ hai mình làm map, nếu có lỗi nhớ bình luận cho mình nha. Map này dành hết tấm lòng đó, mong các bạn đừng gian nhé. Tên chủ map là FKGH, ID là 10145036. Nếu mà là thấy map này hay map này vui thì người ta bấm xin bài này thì mình đi tìm vào này nha. Người xây phụ là Lan V. À thôi bỏ đi, các bạn nhớ video trước không ha? Ừ, mình bỏ đi ha. Các bạn nhớ tải lại ủng hộ, nhớ chia sẻ cho bạn bè nha. Ok, rồi, thì Simi okay. Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với những cái câu hỏi mà của cả fan lẫn anh Ti chưa? Ok ok, chuẩn bị ơi. Ok, và bây giờ chúng ta đi bắt cua okay. Trước. Ok. Rồi, thì đến với một cái câu hỏi đầu tiên mà gọi là mình nghĩ chắc là trên kênh của Sim cũng như là trên kênh của mình có rất là nhiều bạn hỏi luôn. Đó là từ cái lúc mà mới làm YouTube đến bây giờ á, thì Sim trải qua những khó khăn gì? Và khó khăn nào là khó khăn mà khiến Sim phải chùng bước trên con đường làm YouTube của Sim nhất? Thì em cảm nhận chung á, thì đương nhiên là ai làm YouTuber thì sẽ gặp khó khăn rất là nhiều, như là stress hay là gọi là fan hay là gọi là dư luận của cộng đồng mạng đấy. Thì chắc chắn thì em cũng không thể né khỏi rồi, nhưng mà cái của em thì đó là một thứ gọi là kinh khủng nhất và ám ảnh nhất của đời em luôn. Thôi thôi, thì kinh khủng ám ảnh ghê vậy. Đấy, thì đây là một cái vụ drama của mình đấy, và nó không phải là cũng là xuất hiện lần đầu tiên, bởi vì nó cũng đã xảy ra từ 2018 rồi. 2017, 2018 2017, 2018 hình như là 17 thì phải. Nói chung là nó rất là lâu rồi, và bây giờ nó tái hiện, nó kiểu nó tái hiện lại 2019 anh, tức là nó gọi là kiểu như sóng thần anh, kiểu là đợt gọi là kiểu nó đã chìm ra, nhưng mà 2019 này nó lại gọi là một đợt sóng thần cao gấp 2-3 lần so với năm trước đấy. Ôi, sao anh nghe giống chuyện gọi là mẹ Luffy quay trở lại sau 2 năm tập luyện quá ba. Thì đấy, thì thật, nếu mà các bạn biết cái vụ drama gọi là lớn nhất trong gọi là cuộc lịch sử làm YouTube của mình là chính là drama gọi là chơi chân đấy. Thì nói chung là nó rất là gây gọi là một cái cú sốc hay là một cái dư luận lớn đối với cộng đồng mạng hay là cả fan của mình đó. Thì gọi là đó là cái drama lớn nhất của đời em, và nó gọi là ảnh hưởng đời sống riêng tư hay là gọi là trong gọi là quá trình, và nó cũng gây rất là nhiều áp lực của em trong quá trình em làm YouTuber đấy. Nói chung là chắc cái đấy thôi, nó gọi là bao nhiêu chuyện xảy ra luôn. Cái drama này thì anh biết, và anh biết một số bạn fan trên kênh của Ro cũng như là trên kênh của Sim chắc biết vụ drama này đúng không? Nếu bạn nào biết thì các bạn hãy để lại comment phía bên dưới cho các bạn đón đúng không nha. Thì cái drama này nó đã gần đây chứ không có xa đâu bạn, cũng kiểu tầm khoảng giữa năm nay đúng không ta? Giữa giữa năm nay á. Đúng rồi. Rồi cũng tầm đấy. Thì Sim đợt đó kiểu im lặng trước mọi nghịch cảnh và để anh em gọi là lên tiếng luôn. Và kiểu đó Sim rất là sợ, bạn Sim buồn, Sim khóc lắm, lên đi coi. Và sau cái đợt đấy thì nhiều bạn bảo là em vô trách nhiệm gì mà để anh em bao trùm, mà kiểu cái đây là drama của em nhưng mà tại sao em lại không đứng ra nói mà lại để anh em nói kiểu nhục. Cái câu đó là cái câu thứ hai, chính là cái câu thứ hai gọi là anh đang định gọi là đặt cho em luôn á Sim. Là
sau cái vụ drama đấy á, thì có rất là nhiều bạn bảo em là vô trách nhiệm và đẩy trách nhiệm cho anh em không đứng ra nói mà cứ im lặng á. Thì em có cảm nhận gì về những cái lời nói đó? Em có bị tổn thương sâu sắc ở trong tâm hồn không? Hay là em có cảm nhận gì? Thực sự thì tổn thương sâu sắc thì chắc chắn là có rồi. Bởi vì là thực sự là lý do mà mình gọi là tránh né cái vụ drama đấy và không hề lên tiếng hay là không hề gọi là chửi lại một ai hay là không hề nói cái gì á, thì cái này em bị chấn thương tâm lý hồi quá khứ á. Thực sự là hồi đấy em bị nhiều cái nó khiến em gọi là không thể nói được á. Thực sự là nếu mà nói ra thì thực sự nó rất là nghe rất là vô lý, nhưng mà thực sự thì kiểu thuyết phục đúng không? Cứ nói đi em, thuyết phục được, vô lý cái nó thuyết phục được. Vì là hồi trong quá khứ thì em nhớ em bị đánh rất là nhiều. Em nhớ là lúc mà em được, do ba mẹ em bận á nên hay đưa em vào bài giữ trẻ, thì bài giữ trẻ thì em nói cái gì là bà đánh đấy. Em thực sự em rất là sợ luôn. Bạn nói chung là em nói gì bà đánh em hoài luôn. Xong là ai cứ gửi chỗ nào là họ đánh em hồi luôn. Xong là từ thấy em rất là sợ, kiểu khi mình nói cái gì sai thì gọi là mình gọi là sẽ bị đánh, nên là kiểu nó một cái nỗi sợ cho cái tâm lý á, nên em lúc nào cũng chỉ biết là im lặng chịu đựng thôi. Em không dám được, hoặc là thật sự là em rất là gì ta, sợ hãi thôi. Đúng rồi, em rất là nhút nhát, nên từ đấy em bị mắc cái chứng bệnh đấy, là chuyện gì xảy ra em cứ im lặng, rồi em cứ chịu đựng, sao em cứ ngồi một góc em cứ khóc như vậy à? Khóc yếu đuối đúng không à? Nói chung là có nhiều bạn bảo ơ sao cứ khóc giờ, sao không đứng lên nói đi, nhưng mà em rất là nhát, em không có bản lĩnh đó đấy, thì nó cũng một phần em không thể nói được gì. Có một số cái trong quá khứ của Sim thì anh em mình cũng đã nghe rất là nhiều, nhưng mà có một số cái Sim không phải nói được cho các bạn á, là các bạn không có hiểu được đâu. Thật ra là những cái tổn thương á, bên ngoài da thịt nè, chày sáng như nè, mày bị gắt mặt, tụi nó có thẹo nè, nó không có đáng thương mà cái tổn thương tâm hồn đâu mấy ba. Tổn thương tâm hồn là cái rất là khó để lành, bởi vì ở bên ngoài da chúng ta có thể dùng thuốc, chúng ta sức, dùng kem trộn mới đắp mặt lên nè, dùng phấn để che lại, nhưng mà những cái tổn thương tâm hồn á, thì một á là có những người ta sẽ vượt qua nó, còn hai là người ta cứ gọi là chìm đắm trong những cái tổn thương đã từng gây hại đến bản thân mình, và người ta cứ thế và người ta buồn. Đấy, và Sim như là một trong những số đấy nè. Đó. Và còn một cái nữa đó là anh được biết á, là cái vụ drama mà là trai tranh của em á, thì nó bắt đầu từ khi nào, và tại sao các bạn cứ lấy cái vụ đó để là nói em như thế này như thế nọ mà cứ đào bới nó lên hoài, thì em có thể gọi là chia sẻ một xíu cho mọi người cùng biết không? Thì thực ra thì cái vụ này cũng bắt nguồn từ 2017 rồi, cũng rất là lâu rồi. Thì hồi đấy thì em chỉ một đứa gọi là thích vẽ thôi đấy, và em cũng cũng vẽ vời, em cũng thấy cái này cũng hay à, cái này mình làm thì chắc sẽ giúp ích cho channel mình đấy, thì em cứ kiểu làm những thứ gọi là chơi, em cứ nghĩ nó sẽ rất là bình thường. Em bởi vì là em chưa từng nghĩ nó gọi là có hại tới mức là ảnh hưởng tới channel em, và nhiều bạn không thích điều đấy, thế là em cũng gọi là cũng đã gọi là xin lỗi rồi. Đây là vụ này cũng đã chìm. Nhưng mà chay tranh là gì? Chay tranh tức là anh sẽ gọi là lấy một tác phẩm nào đấy, anh sẽ anh kiểu như anh vẽ đè lên á, xong anh sẽ tự nhận đây là tác phẩm của mình, bảo là ngày tao vẽ này đẹp không đấy, xong có kiểu, nhưng thực ra là không phải của mình mà mình giang cấp khác và mình đè nét mình lên chay tranh đấy. Thì đấy thì giúp sau thì tầm 2019 thì do cái bản tính này, em cũng biết vẽ đấy, nhưng mà em cũng do em lười đấy, với em cũng gọi là không biết vẽ, thế là em đã dùng một số cái cây. Trời em biết vẽ nhưng mà em không biết vẽ là sao má? Không, tức là em cũng biết vẽ, nhưng mà có một số cái em vẽ không có được và không có đẹp á đấy. Tức là không vẽ đẹp bằng cái gọi là cái sức tưởng tượng của em á, tưởng tượng thì em sẽ vẽ được mà, nhưng mà lúc em vẽ ra nó không được như vậy nên tôi hiểu cảm giác đó, mà thành phẩm lúc nào nó cũng gọi là xấu hơn so với tưởng tượng hết. Thì đấy cái nỗi buồn của em như vậy, thế là em đã mượn một số cái base. Cái base thì nếu anh không biết là cái base gọi là cái anh biết gọi là cái mannequin không, anh biết không? Biết, anh biết mannequin không? Mang mannequin hay hù anh lắm. Thì đấy kiểu như là em mượn một mấy cái dáng gọi là bay, kiểu nốt tượng trưng dùng mannequin vậy, tức là nó không có tóc, không có mắt hay không có gọi là áo quần gì cả, mình sẽ gọi là dựa theo cái bay đấy mình sẽ vẽ thêm áo quần và giống, thêm giống như là vậy mẫu đúng không, giống như mẫu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Okay, đấy. Đúng rồi. Thì sau cái vụ đấy thì
cái dư luận của em nó lại bắt đầu gọi là tiếp tục khởi nghiệp và nó lại gọi là to hơn mấy năm trước nhiều. Ủa đấy. Mà từ từ, cái vẽ mẫu á là tác giả người ta vẽ ra để cho mình mẫu mình vẽ theo, mà tại sao vấn đề đó là bị phốt, là tại sao vô lý vậy? Thì nhiều bạn gọi là yêu cầu em để lên, hay là thật sự là cái vụ này nó em cũng hơi khó hiểu lắm, nhưng mà em gọi là nhiều bạn gọi là yêu cầu em gọi là để lên lên tác phẩm chứ không phải để lên tác giả, thì em cứ nghĩ đó là vẽ cái post của người khác thì mình phải để cái tên tác giả là ok rồi, nhưng mà không, mấy bạn này đòi em để cái gì ta, cái link của cái tác phẩm đấy. Ở chứ không phải là rồi em có để tên tác giả không? Thì em có để, nhưng mà mấy bạn yêu cầu khác, mấy bạn post em bảo là con này chơi không để lên tác giả, không để lên tác phẩm, xong bảo là ăn cắp, xong các kiểu tùm lum la đấy. Và sau cái vụ đấy nữa là nhiều bạn lôi lại quá khứ của em, bởi vì mấy bạn này có một số bạn ghét em nên là lôi quá khứ và khiến cho cái gọi là cái phốt này tiếp nhận lên phốt siêu to khổng lồ, và mọi thứ nó lại khởi nghiệp từ đấy, và bao nhiêu thứ nó dồn dập hết vào đầu em và nó gấp đôi trong quá khứ nữa đấy. Thì nói chung nó tùm lum luôn anh đấy, nó như vậy á. Thật ra là nãy giờ hỏi cho vui thôi, chứ mẹ cái vụ phốt của Sim là tôi là cái thằng gọi là mẹ đứng lên nữa không, giống như mẹ Ngô Quyền gọi là bạn gọi là sao ta, thủ lĩnh á, đứng lên chống lại quân phiến loạn mà má. Tôi cũng là một trong những thằng gọi là đã chứng kiến cái cảnh phốt của Sim. Và thật ra trong cái khoảng thời gian mà Sim bị cái gì mình là cái thằng ngồi trong Discord nghe nó hết, và ra thì mình cũng cảm thấy rất là bức xúc. Mấy bạn là gì? Mấy bạn là bà Tân hay gì? Mấy bạn định làm siêu to khổng lồ hay gì? Mày làm phốt siêu to khổng lồ hay gì? Kiểu thật ra cái mà Sim á nó sai á, đúng sai. Sim có nhận Sim sai không? Sim có nhận Sim sai không? Thì lúc mà sau vụ đấy thì em thấy mình cũng sai thật, bởi vì cái này không tốt, với lại là nhiều bạn không thích mình thật, nên thôi em cũng đã xin lỗi. Và em cũng đã ghi một status Facebook. Và ôi ơi, anh không biết đâu, trời ơi, bao nhiêu cái chỉ trích trong đầu em hết. Nhưng mà em đã xin lỗi rồi nên em nghĩ là ok, coi như là đây là lần rút kinh nghiệm và mình sẽ không được tái phạm nữa. Và mình hứa danh dự luôn, từ đấy mình hứa danh dự. Với lại bởi vì em không muốn ảnh hưởng tới team nữa. Nhưng mà một cái vấn đề thì mọi người không chấp nhận, mọi người vẫn tiếp tục lôi quá khứ của em và chọc ghẹo em tiếp và bảo em gọi là phải làm video xin lỗi. Thì lúc đấy em không biết nói sao luôn. Nói chung là đối với anh em thì biết sai là được rồi. Mình á, mình không phải là một con người gọi là quá hà khắc về vấn đề gọi là gì dọ mấy lỗi mấy đứa em. Mình á, ra là đứa nào sai mình chửi, đứa nào mà ấy mình bỏ qua. Không phải đứa nào mà biết sửa là mình luôn luôn gọi là không có một cái nhìn gì đó quá khắt khe về tụi nó đâu. Thật ra là Sim á, mình cảm thấy là Sim trong cái lúc mà drama đang nổi lên á, thật ra mình đứng về một cái phương diện là người ở giữa, mình đều gọi là đứng vào cả hai bên á, một là dân vẽ, hai là bên cả bên team của mình luôn. Và mình thấy là bên Sim ấy là có một cái là hành xử nó hơi vô lý, đó chính là tại sao Sim lại không đứng lên nói. Và ủa sao tôi chết đây, hình như cái đoạn này như nước đang bị lỗi các bạn ơi, nên là mình sẽ dùng điểm hồi sinh mình hồi sinh ngay đây nha. Thật ra là cái lúc mà mọi người đang trong một cái làn gió rất là bức xúc á, thì dịch lại là gọi là cố gắng gọi là nói để bào chữa cho Sim. Đâm ra là cái này nó lại nó đã lớn rồi, nó càng thêm lớn, bởi vì dịch có những cái lời nó hơi gọi là phát ngôn hơi to á. Mình đứng theo phương diện ở giữa, mình thấy hai bên đều sai. Và tuy nhiên á, khi mà dịch đưa ra những cái lời mà như thế á, thì vô tình lại đẩy cho cái team của bọn mình vào trong một cái thế gọi là team mình sai hoàn toàn. Đấy, thì mình cũng là một trong những người là đứng lên và nói với dịch là anh ơi, anh mấy bạn vẽ như thế này nè. Và có một số bạn fan người ta cũng gửi những cái lời nói của họ, cũng như là những cái gọi là lo lắng của họ về team cho mình, cũng như là dịch. Và mình cũng đã gửi cái lời đó lên cho dịch. Và sau đó thì dịch và Sim nó có một cái đứt đi khác. Thì Sim thì nó hơi gọi là nhắc nhát tí, nên là cái gì nó cũng đẩy cho anh em nói cái thứ, chứ không phải là nó không muốn nói. Và thật ra là nó đã có một cái tút xin lỗi của các bạn lên trên cái Facebook cũng như là lên trên cộng đồng rồi. Và tuy nhiên các bạn không đồng ý gì đó luôn. Các bạn đòi là mày phải làm video xin lỗi các bạn luôn. Là YouTuber bọn mình nó không phải là muốn làm video thì bọn mình làm đâu, mà bọn mình phải làm theo skill. Và không phải là bọn mình muốn up video là bọn mình up đâu. Mấy cái đứa mà làm YouTube mà cứ nghĩ là tao muốn up video gì, up video hạ đáng, hiểu không? Thật ra mình phải khinh như người ta, nhưng mà khi các bạn làm YouTube các bạn phải tìm hiểu trước là các bạn cần làm những gì trong YouTube. Và khi bạn nào tìm hiểu kỹ là YouTube cần làm những gì, là các bạn sẽ biết là mình không được up video bài bạ. Và bạn nào up video bài bạ thì mình không có coi là YouTube, bởi vì các bạn nó chưa tìm hiểu kỹ. Và có một cái mình rất là khó chịu nữa, đó là mấy bạn kiểu người ta dán lên tác giả, hiểu không? Bạn phốt Sim
mà cái mục đích của phốt là gì, để cho cái người bị phốt người ta sửa sai, đúng không? Các bạn phốt sim, các bạn bảo sim là ừ sim này là phải để link bài bi chứ không có được gọi là để tên tác giả, và sau đó sim nó đã sửa lại thành cái link của cái link của cái bài bi. Thế là các bạn lại nói thêm một câu nữa, mày không có được để link của bài bi, mày không được mượn bi khi nào mà mày phải xin phép tác giả rồi mà mới được vẽ. Ôi trời, xong rồi mình nhớ không cái đoạn gì mà mấy bạn nó qua nhắn tin với cả tác giả đúng không sim? Thì nói chung là em cũng khó hiểu mấy bạn này đang cố đang làm gì á. Thì sau khi gọi là mấy bạn này tới nói tác giả và gọi là mấy bạn này nhắn tin một giọng, nói chung là một đoạn tin nhắn thì em có đọc dịch sơ sơ qua, thì mấy bạn này bảo em là lấy pay của tác giả và không hề để tác, tức là bảo là ăn cắp trắng trợn, không hề để gọi là một cái link giới thiệu hay là kể cả không để một cái gọi là tên tác giả gì cả, bảo em lấy hoàn toàn đấy. Thực sự là lúc này em rất là thắc mắc, kiểu tính ra là em có để nha, em thực sự em có để, em không nói xạo gì đâu, nhưng mà mấy bạn này vẫn cố tình bảo là em không để và em đi ăn cắp. Thực sự là em không biết mấy bạn này đang cố tình, đang gọi là muốn gọi là dìm em, hay là mấy bạn này cố tình muốn gây drama với em, hay là mấy bạn này ghét em, mấy bạn thích cố tình làm vậy luôn. Em nghĩ là vậy, chứ sự thật nó chả như vậy, mà mấy bạn lại cố tình làm vậy thì em cũng chịu. Em không biết nói gì hơn nữa. Đấy, mình biết là các bạn quyền nó khá là quan trọng đối với một số tác giả đã phải tranh để bán, nhưng mà tuy nhiên á, sim ấy nó đã mày gọi là nó dán cái link tác giả ở dưới rồi, các bạn không đồng ý, ok sim nó sửa lại thành cái link đó rồi, mà các bạn vẫn không đồng ý, các bạn bắt buộc phải xin phép tác giả. Ui tôi thà luôn mấy ông ấy, bây giờ mà kiểu để gọi là xin phép tác giả mới làm, chắc mày cái kênh của tôi chắc kiếm được bộn tiền á, tôi đánh bằng quyền nhiều thằng lắm luôn á, thiệt. Mà còn một cái nữa là tôi cũng không hiểu mấy ông là rảnh tháng đến cái mức mấy ông đi phốt ra làm gì. Hình như các bạn đối phem, các bạn kiểu các bạn hay nói vậy nè, bọn mình mất cái đạo đức nghề nghiệp, hiểu không? Bọn mình hay đi bú phem, nhưng mà chính bản thân các bạn cũng đang là người bú phem. Mình nói cái này là sự thật không phải là sai, bởi vì căn bản những cái bài phốt trong thâm tâm những bạn phốt, đừng có ai mà đã từng đi phốt người khác lên đây, đừng đi phốt người nổi tiếng sau đó lên đây bảo là bào chữa là ừ thằng đó sai là tao phốt sai rồi. Bản thân những cái người đi phốt, những người nổi tiếng, bản thân những người đó, các bạn tự suy nghĩ ra đi, các bạn đã từng bao giờ nghĩ là mình sẽ được một số lượng like, một lượng tương tác lớn trong cái bài viết của mình khi mà mình đi phốt người đó không? Chắc chắn là có, đúng không? Chắc chắn là có luôn. Và đó phải bú phêm chứ là gì. Nhưng mà các bạn không biết được là khi mà các bạn làm vậy á, người ta tương tác với cái bài viết của các bạn á, là chỉ vì cái thằng YouTuber đó thôi, chỉ vì con YouTuber thôi, tại vì người ta quan tâm cái thằng YouTuber đó, và quan tâm con YouTuber đó, người ta mới tương tác với cái tốt của bạn. Còn bản thân các bạn á, mọi người khác người ta không cần đích biết các bạn là ai hết, người ta không có biết các bạn là thằng nào hết, không cần biết, người ta không cần. Các bạn là một thằng vô danh tiểu tốt, người ta không cần biết bạn là ai, hiểu không? Và các bạn phốt gì chi, các bạn càng phốt thì người ta càng nổi. Mà cứ hỏi nói đến cái vấn đề này là các bạn kêu là ôi mất đạo đức nghề nghiệp, vứt bỏ nhân cách để được nổi tiếng. Nhân cách của bọn người là gì? Nhân cách của bọn mình á là bọn mình vẫn yêu thương con người với nhau, chứ bọn mình không phải là làm những cái hành động xúc vật để tự dìm đồng loại của mình, vậy thôi. Nhân cách của bọn mình đó là bọn mình không gọi là phạm pháp, không giết người, không trộm cắp. Bọn mình vẫn làm những cái gì bọn mình hàng ngày bọn mình làm, và bọn mình vẫn là một người bình thường. Đó là cái nhân cách của con người, chứ không phải nhân cách của con người là giống như những đứa thượng đẳng đó, thường hay nói, hiểu không? Mày phải làm thế này như nọ theo ý của tao, cái đó mới là nhân cách con người. Bay rồi, sai rồi, mày sai hoàn toàn. Sống trên đời mà kiểu dựa theo gọi là cái gì ta, lời nói của người khác thì các bạn gọi là sống nó khó, gọi là cái gì ta? Đúng rồi, sống lỗi. À, một xã hội là phải có người đít, người đát, hiểu không? Người mông, người to. Các bạn cứ bắt một cái xã hội mà đứa nào cũng giống đứa nào á, thì sao gọi là cái xã hội được, đúng không? Nên là mình không hiểu là các bạn gọi là cứ bắt những cái YouTuber theo ý các bạn để làm gì. Nếu các bạn không thích người ta, âm thầm delete like, âm thầm xóa cái subscribe đi. Thậm chí là những bạn gọi là đang anti sim nhưng mà vẫn đang gọi là cố gắng gọi là subscribe sim để gọi theo dõi sim hàng ngày. Mình biết á, mình biết có vài bạn á, vài bạn thì người ta sẽ không rảnh đến như vậy, nhưng mà có vài bạn rất là rảnh, người ta subscribe để gọi là theo dõi và để chửi sim hàng ngày. Đúng luôn, bởi vì là đôi lúc em đi ngủ mấy bạn này nhắn tin chửi rủa em luôn cơ. Mấy bạn mình không biết mấy bạn me vậy để làm gì luôn á, thực sự là mỗi đêm các bạn me nhắn tin cho mình chửi mình. Sim á rất là yếu đuối luôn, mình nói thật như vậy, sim mà nó yếu lắm, yếu đuối đến mức nó hèn nhát luôn á các bạn. Nếu mà đối với trường hợp mà gặp tôi á, mà tôi không có làm gì sai á, là má tôi đứng lên tôi chửi tay đôi luôn á. Tôi đứng lên tôi chửi mẹ tổ tông nhà ba đời mấy anh ti, rồi là mẹ nó nghe mà nó xe khiếp luôn á. Còn sim thì sim không làm vậy, sim im lặng, sim khóc thôi. Và đó lý do tại sao anh em mình phải đứng lên, và để một phần là xoa dịu một cái nỗi đau lúc trước sim đã từng bị trải qua cái vấn đề này một lần, nhưng mà lúc đó trước
chẳng có ai đứng bên cạnh Sim cả, tất cả mọi người đều bỏ rơi Sim. Tuy nhiên ở trong cái hoàn cảnh hiện giờ, anh em đều đứng lên bảo vệ Sim với một cái tư cách làm những người anh em đã từng đi cùng chiến tuyến với Sim và đã và đang sẽ đi cùng chiến tuyến với Sim. Và ngay cả tôi, hồi trước tôi là một thằng khác tim nhưng mà tôi vẫn đứng lên, tôi vẫn nhiều chuyện bà tám, tôi vẫn gọi là cố cầm lên, tôi đi tôi binh cùng Sim đó, để mấy thằng dân vẽ nó chửi tôi luôn, rồi tôi không biết sao luôn. Nhưng mà nói chung là vấn đề là mình cũng không có ghét những bạn dân vẽ, mình thật sự nói là mình dành một cái ngưỡng mộ dành cho mấy bạn dân vẽ. Mấy bạn có một số bạn rất là dễ thương, có một số bạn rất là khiến mình rất là vui, vì thậm chí có một bạn đang vẽ cho mình đó, bạn Châu Cối á, bạn đó là một cái người phải gọi là đúng chất là dân vẽ ở ẩn luôn á, bạn nó không bao giờ tham gia cái vụ drama gì hết nhưng mà bạn nó vẽ cực kỳ đẹp. Mình rất là thích những cái bạn dân vẽ như vậy. Còn những cái bạn dân vẽ mà kiểu suốt ngày đi kiếm fame để tranh của mình được nhiều like các thứ á, rồi xong đi dìm người này dìm người nọ, thật ra những người đó mình không có thích lắm. Sim à, bây giờ nè, anh thật ra anh thấy em cũng có lỗi nè, bây giờ mọi người yêu cầu em quay video xin lỗi, bây giờ em quay video xin lỗi không được tại vì cái YouTube là nó không có cho vậy, bây giờ xin lỗi trên video của anh nè, rồi hứa sao với mẹ nè. Thì ok, thì nói chung là cái quá khứ của mình như vậy thì mình đã xin lỗi rồi, thì mình mong các bạn gọi là chấp nhận lời xin lỗi của mình và chấp nhận con người bây giờ của mình. Ai không có xin lỗi rồi ha, giờ xin lỗi trên video nha. Trời ơi, xin lỗi tất cả mọi người nha, nên mình mong mọi người gọi là chấp nhận mình và gọi là mình mong các bạn chấp nhận lời xin lỗi của mình. Và coi như là cũng gọi là cảm ơn anh Rô và cảm ơn tất cả mọi người đã bảo vệ em trong suốt thời gian qua, và cũng cảm ơn những bạn fan đã cũng bảo vệ mình và luôn luôn ủng hộ mình cho tới bây giờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, và mình mong là các bạn đừng có đào nỗi quá khứ của một người đã qua rồi. Nếu các bạn ghét họ, các bạn thì in shop. Các bạn đừng có quan tâm gì đến họ hết. Và những việc các bạn đang làm cực kỳ rảnh, thay vì các bạn làm điều đó, các bạn ra ngoài, các bạn làm những gì đó tốt hơn cho xã hội đi. Đừng có ngồi ở nhà tự kỷ với những cái suốt của mình nữa. Buồn lắm. Thất bại của xã hội đó. Ừ. Ôi! Nói chung là để tránh trường hợp bị rác video thêm lần nữa luôn. Xin phép chào tạm biệt. Ok các bạn nhớ subscribe cho video. Bấm like thật to cho video nha, bởi vì là còn quay á, còn quay không? Có quay. Các bạn nhớ bấm like video nha, bởi vì đây là lần thứ 3 tụi mình quay rồi. Hồi nãy Sim bị crash game, còn một lần thì mình bị hư video. Đấy thì các bạn ơi, giờ bấm like video này thật nhiều nha, bởi vì tụi mình mất công 3 ngày luôn, cũng gọi là gần cả 2 ngày để quay video này, nên các bạn đừng quên gọi là bấm like video này nha và đăng ký cho Siro. Và đăng ký cho Sim nữa nha các bạn ơi. Nếu như video này đạt được 10.000 like, mình sẽ bóc phốt những cái nội dung trên channel của Mèo Simmy. Chết Sim rồi Sim ơi. Chết rồi em cũng muốn rồi. Đủ 10.000 like, mình sẽ bóc phốt những cái nội dung mà Sim hay làm ở trên video. Kiểu mình cũng thấy rất nhiều bạn hỏi về vấn đề này, nên mình sẽ 10.000 like bóc phốt luôn nha ba. Ok, thì video đến đây kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video này đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube Shadow Official để xem được một video hay hơn. Đừng quên đóng vào trên báo cái bên đăng ký để nhận thông báo video mới nhất sau nha. Nếu bạn nào là fan của Rô thì một cái Rô là subscribe bấm Shadow, thì các bạn hãy lập tức này trên tương tự với các thằng lại trong Hello Team gồm có Timmy, Simmy, Sammy, Mr. Dịch, Không Cần, Camui và Kato DJ nha. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp. À quên, Timmy nữa nha bạn. Bye bye.